Là chúng ta chụp gì? Kính hiên nhìn rất là rõ. Cái khối tổn thương nằm ở phía trên cơ hoành đây. Đó. Thì chúng ta lại thấy cái giá trị của kính hiên. Thế còn ở đây thì sao? Hay Đây là là em khi của bệnh nhân ở thời điểm cách nhau khoảng 4 năm. Đó. Ta thì có gì khác biệt ạ? Chúng ta thấy là cái khung cột sống ở bên này thì nó lại có một cái bóng mờ đúng không ạ? Nó rộng ra. Thế và chúng ta thấy là cái đường của cái bóng mờ này sao ạ? Nó không hội tụ cong về gì ạ? Về cột sống đúng không ạ? Và nó lại gì ạ? Nó đi ra ở cái khung cột. Thế thì cái tổn thương này nó sẽ nằm ở cả phía trên và gì dưới cơ hoành. Chúng ta ở đây là một cái áp xe phần mềm cột sống ạ. Thì với một cái dấu hiệu mà mình thấy một cái bóng mờ nó có thể nằm ở phía trên hoặc là phía dưới cơ hoành thì cái tổn thương đấy có thể gặp đấy là dựa như bệnh của cái động mạch chủ xuống hoặc là một bệnh lý thực quản hoặc là một cái bệnh lý của cuộc sống. Đấy định vừa xong là một cái bệnh lý của cuộc sống đúng không ạ? Áp xe phần mềm cơ cạnh cuộc sống. Còn đây là thực quản đúng không ạ? Thì thấy một cái đám mờ phần đáy này cảm giác nó hơi cong cong về cuộc sống nhưng mà cái phần này thì nó lại gì ạ? Nó không 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 tụ về cuộc sống hoàn toàn. Đó. Thì là một cái tổn thương ở thực quản. Thế còn đây là một cái tổn thương gì ạ? Cái quay của chủ đấy ạ, xuống đấy ạ, nó vùng to ra. Thế là bệnh lý của phình giãn của cái quay của chủ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh tổn thương gì ạ? Một cái đám mờ đúng không? Nó vỏ cảm thấy là có gì ạ? Có mức nước hơi ở bên trong đúng không ạ? Và có một số bạn đang đọc đây là một cái áp xe. Thì chúng ta nhìn thấy là cái đường viền của nó này. Để đây nó có tiếp tục hội tụ về cuộc sống không ạ? Đâu có đâu ạ. Nó có hội tụ đâu. Đây là cái vòng hoành ở bên trái đấy chị ạ. Nó không hội tụ về đây, nó chỉ đến đây thôi, nó có đi tiếp về đây rồi. Cái này là tổn thương ở cả phía trên và phía dưới, thì trên phía dưới lại có cái dạng hình như thế này, nó có cả mức nước hơi ở bên trong này. Một cái trường hợp thoát vị hoành đúng không ạ? Chứ không phải là một khối áp xe, không nhiều người ta đang tưởng đây là một cái khối áp xe ở phía dưới của trái đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh, nó không hội tụ về, thì là một cái gì ạ? Tổn thương thoát vị hoành. Một cái dấu hiệu tiếp theo nữa đấy là người ta gọi là dấu hiệu cổ ngực đúng không ạ? Dấu hiệu cổ ngực được mô tả là gì? Ta thấy có một cái tổn thương đám mờ ở vùng trung thất trên. Nếu mà cái ranh giới của cái đám mờ bóng mờ đấy mà nó không vượt quá được cái xương đòn đấy, cái xương đòn nó hết thì cái bóng mờ đấy nó nằm ở vùng trung thất trên hoặc là nằm ở vùng cổ. Thế còn nếu trên phim nghiêng thì chúng ta thấy là cái đám mờ đấy đây đúng không? Là nó không đi vượt quá được cái xương đòn, tức là nó sẽ có một phần nằm ở trên thất trên và một phần nằm ở cái vùng cổ bệnh nhân, tức là nằm ở ngoài vùng ngực. Thế còn nếu mà một cái tổn thương đám mờ mà nó gì ạ, vượt quá được cái bề trên của cái xương đòn của vùng trên thất trên này thì nó sẽ là nằm ở trong vùng ngực, nó bóng mờ nằm ở phía sau. Với hình ảnh này chúng ta sẽ là phía trước hay phía sau ạ? Chúng ta thấy là cái đám mờ này nó chỉ đến gì ạ? Đến cái xương đòn thôi đúng không ạ? Và trên này là chúng ta đã không thấy nữa. Còn cái bờ này, cái đường mờ nó chỉ đi giới hạn chỉ đi đây thôi. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái biếu giáp chìm ở trong gì ạ? Trong lồng ngực. Thế còn hình ảnh này đi gì ạ? Chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Nó vượt quá cả một cái đám mờ ở vùng trung thất đúng không ạ? Lồi ra theo cái đường là gì ạ? Một trong ba cái đường hít ạ, chính là đường gì ạ? Cạnh khí quản đúng không ạ? Nó lồi ra và nó lồi dưới vòng qua và trên cơ hoành, trên xương đòn. Thì đấy là tổn thương gì ạ? Ở trong lồng ngực. Ở trên phía các đường người ta bị gì? Cối ở đây. Tổn thương này, bóng mờ này là ở phía trước hay phía sau ạ? Với dấu hiệu cổ ngực thì chúng ta thấy là gì ạ? Đám mờ này nó gì ạ? Vượt quá cả trên cả cái gì ạ? Xương đòn cho nên là gì? Nó thuộc về trong lồng ngực và nó nằm ở gì ạ? Phía sau đúng không? Và ở đây chúng ta có một cái chi tiết khi mà nhìn thấy một cái đám tổn thương tạo khối như thế này đúng không ạ?
chúng ta phải để ý một chút là ở đây chúng ta thấy có một chi tiết là có một cái đây là cung xương sườn số 1 này, sau rồi là đến cái cung số 1 từ trên này, đây là cung số 2 này, đến đây là cung số 3 thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cung số 3 nó gì sao ạ? Cung số 4 ở ngay bên dưới nhá, chúng ta lại so sánh cung số 3, cung số 4 thì chúng ta thấy là gì ạ? À, cái cung số 3 này, cái xương sườn này nó bị gì ạ? Mất tính liên tục của cái màng xương đúng không ạ? Có nghĩa là cái xương sườn này nó đã bị gì? Bị hủy đúng không ạ? Có nghĩa là cái khối này nó đã xâm lấn ra ngoài thành ngực và nó là gì ạ? Hủy xương. Thế thì cái khối mà nó một cái khối ở phổi mà nó gây hủy xương như thế này thì chắc chắn là tổn thương gì ạ? Ác tính đúng không ạ? Thế nhiều khi chúng ta cứ chăm chăm quá chúng ta nhìn thấy à, nhìn thấy một cái khối này rồi. Thế nhưng mà khi mà nhìn thấy khối thì chúng ta nên để ý một chút về cái tính chất xung quanh của cái khối đó đúng không ạ? Định hướng là cái khối tổn thương ở phổi nó là ác tính hay lành tính đúng không ạ? Nó ra thì dấu hiệu hủy xương đúng không ạ? Đây là một trong cái gợi ý của cái tổn thương ác tính. Đấy, chúng ta phải tổn thương ở phía sau đây. Đấy. Rồi chúng ta tiếp đến là cái hình ảnh ở rốn phổi đúng không ạ? Với cái hình ảnh rốn phổi thì thực sự là bây giờ muốn xong một cái hình ảnh khá là khó để chúng ta đọc ở trên X quang phổi. Thế thì ở vị trí rốn phổi thì nó có là rất là nhiều cái mạch máu phổi ở đấy đúng không ạ? Đầu mạch phổi nó chia nhánh ra đấy. Thứ hai đó là thành phần hạch. Thế thì làm sao để chúng ta phân biệt đấy là mạch máu hay là đấy là hạch? Thì nó có hai cái dấu hiệu, người ta gọi là dấu hiệu hội tụ. Nếu mà có dấu hiệu hội tụ thì người ta sẽ chẩn đoán cái định hướng cái tổn thương và đám mở ở vùng rốn phổi đấy là mạch máu. Còn nếu mà nó có dấu hiệu người ta gọi là dấu hiệu tâm xuyên thì cái tổn thương đấy người ta sẽ hướng đến là hạch ở vùng rốn phổi. Và sau đó thì cái tổn thương đấy nằm trước hay nằm sau thì chúng ta lại tính tiếp. Thì đầu tiên là dấu hiệu hội tụ rốn phổi đúng không ạ? Thì đây là cái động mạch ở vùng rốn phổi to ra và có các cái nhánh của cái động mạch. Khi mà nó đi vào đây chúng ta thấy là có cái nhánh mà nó đi sau đó nó bị cắt cụt. Cái nhánh động mạch phổi nó hội tụ về một cái đám mờ và nó bị cắt cụt thì đấy là một trong cái gợi ý đấy là tổn thương của cái mạch máu phổi. Đây, chúng ta nhìn trên cái phim này chúng ta thấy là có những cái mạch máu nó chỉ đấy là phải đi tiếp về phía rốn phổi, đi sâu nữa về phía rốn phổi nhưng mà nó chỉ dừng lại cắt cụt để đến đoạn này thôi. Thì cái tổn thương mà đám mờ ở cái vùng này thì sẽ là tổn thương của mạch máu. Tương tự như vậy chúng ta thấy là ở bên cái có một cái đám mờ ở bên gì ạ? Rốn phổi ở bên phải đúng không? Thế là chúng ta thấy là các cái mạch máu nó đi thì ta không đâm xuyên được, nó chỉ cắt cụt hội tụ về một cái hội tụ về cái đám mờ đấy. Đấy là cái tổn thương liên quan đến mạch máu. Còn với trường hợp mà hạch thì sao ạ? Hạch thì nó sẽ có cái dấu hiệu là gì ạ? Tâm xuyên đúng không ạ? Chúng ta thấy những cái đám mờ ở cái vùng rốn phổi hai bên đúng không ạ? Và nó có cái bờ cong là lồi ra bên ngoài, để cong lồi ra bên ngoài. Thế và các cái mạch máu chúng ta cũng thấy là gì ạ? Nó đi xuyên được vào bên trong của cái đám mờ đấy, nó đi xuyên được bên trong. Thì những cái tổn thương như thế này, người ta sẽ được vừa đấy là những cái tổn thương của hạch rốn phổi. Và những cái trường hợp mà có hạch rốn phổi đối xứng sang hai bên như thế này rất thường gặp những cái bệnh nhân là gì ạ? Các quy đồ. Dạ, cái hình ảnh người ta mô phỏng trên cái lượng đồ có nghĩa là gì ạ? Những cái tổn thương bóng mờ ở vùng rốn phổi và các cái mạch máu nó vẫn tiếp tục gì ạ? Tâm xuyên được và chúng ta vẫn nhìn được cái hình ảnh của máu phổi tâm xuyên ở bên trong. Xuyên ở bên trong. Để nhìn được cái mạch máu phổi đi vào bên trong. Thì đấy là những tổn thương của hạch. Đúng ạ. Đây thì cái mạch máu nó vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Đây là cái mạch máu đi vào bên trong. Đi vào bên trong đấy. Thì đấy là hạch. Thế và với những trường hợp mà chúng ta thấy những cái tổn thương ở vùng gì ạ? Rốn phổi hai bên thì trên phim nguyên nó cũng có cái giá trị đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Vùng rốn phổi này nó rõ và đậm hẳn lên. Thì đây là một cái đám hạch của vùng rốn phổi. Chúng ta phải so sánh giữa hai phim. Đây là một phim
sáng nay được dùng dấu cổ và đây là phim quang của bình thường. Bạn đã thấy ra cái đợt cổ nó tăng lên. Thưa một cái xác định nữa, sau khi chúng ta định hướng đến đó là mạch máu, nếu như mà nó có dấu hiệu hội tụ, thế còn nếu nó là hạch thì chúng ta sẽ có dấu hiệu gọi là dấu hiệu thường xuyên. Thì chúng ta sẽ xác định xem là cái khối mờ, đám mờ đấy là ở phía trước hay phía sau, thì có trong một cái mà chúng ta giúp chúng ta đấy là gì ạ? Ít qua phổi nghiêm, đúng không ạ? Để giúp cho chúng ta có thể hướng được cái tổn thương phổi thì nó nằm ở đâu. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy có một cái gì ạ? Đám mờ ở vùng rốn phổi đây, đúng không ạ? Thế trên phim nghiêm thì có thể giúp cho chúng ta biết được là nó nằm ở gì ạ? Phía sau, đúng không ạ? Thì cũng ở cùng cái vị trí như thế, vẫn cái tính chất là gì ạ? Tâm xuyên như vậy, nhưng mà gì ạ? Nếu trên phim chụp nghiêm thì có thể giúp cho chúng ta biết được cái đám mờ đấy lại nằm ở phía gì ạ? Phía trước. Đấy là cái giá trị của phim nghiêm trong những trường hợp mà có tổn thương khối mờ, bóng mờ ở vùng rốn phổi. Thì trên đây là những cái kiến thức cơ bản của X-quang phổi.